Sáng ngày 17 tháng 3 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh, ở điểm cầu huyện Vũ Quang do đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Với chủ đề tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tại hội nghị đại biểu đã xem phim tài liệu Thống kê Việt Nam hành trình vững bước. Nghe báo cáo công tác thống kê nhà nước, kết quả đạt được và nhiệm vụ trong thời gian tới, báo cáo nhằm đánh giá kết quả đạt được sau hơn 75 năm xây dựng phát triển, xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chỉ ra những hạn chế tồn tại để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả của hoạt động thống kê nhà nước trong thời gian tới. Đến nay công tác thống kê tập trung ngày càng được hoàn thiện về thể chế, kiện toàn về tổ chức và nguồn lực. Hoạt động thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, công tác thống kê bộ ngành đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của hoạt động thống kê nhà nước. Các bộ ngành đã tổng hợp công bố đầy đủ hoặc một phần 77 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong tổng số 79 chỉ tiêu được phân công. Đã có 12 bộ ngành thành lập được tổ chức thống kê, 181 công chức làm công tác thống kê tại 23 bộ ngành. Công tác thống kê tại các tỉnh thành phố được quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ củng cố tổ chức, nhân lực làm công tác thống kê, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp phân công thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới cả hệ thống chính trị phải tập trung nâng cao nhận thức về công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền, công tác thống kê cần đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục và minh bạch. Quá trình phân tích, dự báo cần sát với tình hình để từ đó sử dụng có hiệu quả số liệu đã đưa ra. Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp chính quyền, bộ, ban ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê để có số liệu phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng được nguồn dữ liệu lớn. Cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức ngành thống kê, song song với đó là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, dựa theo vị trí việc làm, tập trung nguồn lực cao cho công tác chuyển đổi số, kết hợp các nền tảng để sử dụng hiệu quả số liệu nâng cao sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các bộ ngành và địa phương với tổng cục thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ thống nhất thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ ngành và địa phương coi trọng công tác hợp tác liên kết quốc tế sâu rộng đối với công tác thống kê